Sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỷ lục. Sân bay Tân Sơn Nhất đã có 916 chuyến bay đi, đến với gần 150.000 lượt khách trong ngày 27 tháng 1. Thông tin từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết ngày 27 tháng 1, tức mùng 6 tháng Giêng, sân bay có lượng khách kỷ lục thông qua cảng. Cụ thể, trong ngày đã có 916 chuyến bay đi, đến với gần 150.000 lượt khách. Trong đó, lượng khách đến đạt gần 91.000 lượt. Như vậy, sau 3 ngày cao điểm sau Tết, tổng lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng gần 6.000 người và tăng thêm 100 chuyến bay. Đại diện cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đánh giá lượng khách tăng vượt xa thiết kế. Tuy nhiên, cảng đã chuẩn bị đội ngũ nhân viên, thiết bị nên khâu điều phối khá nhịp nhàng, hạn chế ùn tắc. Theo cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, do lượng khách đến quá đông từ sáng đến khuya muộn nên khâu hành lý ký gửi chạy hết tốc lực, song có trễ so với bình thường. Tính chung cao điểm Tết Nguyên Đán 2023, từ ngày 6 tháng 1 đến 5/2, tức từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng, sân bay Tân Sơn Nhất đón khoảng 3,8 triệu hành khách với gần 27.000 lượt chuyến bay.